Mới đây, tập đoàn Minh Trung Group đã ra mắt sản phẩm cháo giải cảm tại Hà Nội. Chủ trì sự kiện có ông Nguyễn Đắc Minh, chủ tịch tập đoàn Minh Trung Group và sự có mặt của các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành. Lấy ý tưởng kết hợp giữa các giá trị dân gian và dinh dưỡng hiện đại, cháo giải cảm Minh Trung với thành phần là các loại rau, gia vị quen thuộc trong căn bếp như tía tô, húng quế, bạc hà, hành, tỏi, gừng. Minh Trung Group với bề dày kinh nghiệm sản xuất các loại cháo ăn liền đóng hộp, nổi tiếng với thương hiệu cháo sen Bát Bảo Minh Trung. Sản phẩm cháo giải cảm này hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới trong các siêu thị mua sắm tại Việt Nam. Đối với Minh Trung có rất nhiều loại sản phẩm ngọt, nhưng mà cái cháo giải cảm là một trong dòng cháo mặn và nó lại kết hợp từ những cái nguyên liệu thiên nhiên để mà giúp cho người dân, đặc biệt trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và vừa rồi thì trong cái quá trình bị dịch ấy, thì Minh Trung cũng đã có rất cái nhiều chuyến làm từ thiện hay là những cái quà tặng đối với các y bác sĩ, rồi các cái khu thu dung cũng như là các cái đơn vị mà làm công tác phòng trị bệnh thì đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người tiêu dùng. Cho nên là theo đánh giá cảm quan của tôi là một người phụ trách của Minh Trung thì tôi nghĩ rằng là đây nó là một cái báo hiệu trước cho cái sản phẩm cháo giải cảm của Minh Trung sẽ rất là phát triển. Với nguồn nguyên liệu sạch, Minh Trung đã nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ như công nghệ hút nấu chân không để chế xuất ra những tinh chất có hoạt tính sinh học cao, đưa vào sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm cháo giải cảm, an toàn, không chất bảo quản tốt nhất. Sản phẩm cháo giải cảm mới của Minh Trung vừa ra gần đây rất là hay và tôi thấy nó rất là tuyệt vời ở cái việc là chúng nó rất là tiện dụng. Gia đình tôi vừa rồi cả nhà đều bị F0, vì vậy là rất là mệt trong cái việc mà nấu nướng, thì cái phần thành cái cháo giải cảm như là một cái phần mà thực đơn hàng ngày của chúng tôi. Cháo giải cảm của Minh Trung thì rất là dễ ăn vì thành phần của cháo giải cảm này là có tía tô này, có một chút gừng, một chút tỏi, có đạm là thịt nạc. Chính vì vậy khi mà ăn vào sau một khoảng tầm 15 đến 20 phút là mình sẽ cảm thấy ấm bụng, người mình ấm lên. Cái hương vị của cháo giải cảm này nó mang rất hương vị truyền thống như là cháo tía tô mà khi mà người ốm chúng ta ở nhà vẫn thường ăn. Công thức của sản phẩm được nghiên cứu sáng tạo độc quyền bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Minh Trung. Sản phẩm được sản xuất trong nhà máy khép kín, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 2018. Trong thời điểm khi việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được đề cao, thì cháo giải cảm Minh Trung sẽ đón đầu xu hướng thiên về sử dụng những sản phẩm lành, sạch của người tiêu dùng.